cá phèn đã ra mà. Quá trời ngon luôn, cá phèn này là cá phèn nước ngọt nha, cá rất là ngon luôn nè. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Kiệm Shopper. Thì bữa nay mình lại tiếp tục đi dân câu đêm nữa rồi cả nhà ơi. Hôm nay mình lại câu mồi độc lạ nữa rồi cả nhà. Nè, đây là con tép càng nè cả nhà. À, mình là móc mấy con tép này đây. Lâu lắm mình đã đổi lại móc mấy con tép này nha. Nè cả nhà coi nè. Nè. Đó. Mấy con tép nè. Lâu lâu mình đổi mồi hoài liên tục á cho cá nó ăn nó đỡ ngán cả nhà. Nè. Mồi độc lạ là mồi tép nè. Rồi mình bỏ lên đây nè. Đó, hôm nay là móc mồi tép nè cả nhà ơi. Nè. Đó. Nè. Quá trừng luôn, cá phèn luôn à cả nhà ơi. Nè. Nè, cá phèn đã ra mà. Quá trời ngon luôn, cá phèn này là cá phèn nước ngọt nha, cá rất là ngon luôn nè. Cái là mình móc mồi tép là cá phèn nha. Cá phèn này là mình sợ nó chết á, mình mới cắt cái lưỡi ra rồi mà nó vẫn chết nè cả nhà. Tại cái loại cá phèn này nó dở lắm luôn á. Nè mình sợ là mình cắt cái lưỡi ra đó mà nó vẫn chết nè. Cái cá sủ này cũng vậy luôn nè. Cá sủ này mình nè. Đó. Mình cũng sợ nó chết rồi mình cắt cái lưỡi nhiều khi hên nhiều con nó mới còn á. À, hôm nay mình đi ăn rồi cái mồi tép là chỉ có mồi tép là mình móc á, là mấy lượt cá phèn này với cá sủ này nha. Đó. Rồi mình sẽ sàng bắt mấy con cá này ra cả nhà. Đây, mình gom mấy con cá phèn này đã nó chết rồi mình sẽ bắt đi giao cho chú quán nhậu nha. Bữa tối rồi mình sẽ bắt mấy con cá này cũng được rồi. Hôm nay là giao là mấy con cá này mà chú quán phái lắm nè cả nhà, cá phèn rất là ngon luôn. Đó. Cá phèn vàng ươm luôn. Đã lắm. Đó. Lâu lâu mình đổi tông lại là mồi mồi tép mà dính cá phèn đã cả nhà. Ngon không? Đó. Nhưng mà dân bữa nay là cũng đã đó cả nhà. Cá sủ nhảy đạch đạch luôn. Còn mấy con cá trong bay nữa nè, mình sẽ bắt ra luôn nha. Bắt ra mình chia sẻ cùng cả nhà luôn. Mình chia sẻ thật tình lắm luôn cả nhà. Có dân câu có nhiều mà chia sẻ hết cả nhà luôn. Cả nhà có yêu thích cái kênh mình thì ủng hộ xem video mình cả nhà. Còn mới trong đây nữa nè. Ồ luôn. Mình ra xong ban đêm mình câu á, mà quay ban đêm á cả nhà xem thông cảm nha. Đó. Đó, cá rất là ngon luôn cả nhà. À, còn mới sau này mình sẽ đổ ra luôn nha. Đó. Có nhìn bắt hết luôn. Ồ nhảy vô luôn. Cái gà mình câu đêm thường xuyên nhiều á cả nhà. Cá nhảy à. Bữa nay thì cá sát cá dứa thì không có nhiều luôn á, không có luôn, chỉ là cá gặt kia là cá phèn với cá sủ nè. Đã cả nhà, quá trời ngon luôn. Cá phèn này mình giao cho chú quán á, là cái món này là cá phèn này là chỉ là chế biến cái món ăn là kho nè với là chiên sả ớt nè với sủ nè. Ôi khách mà ăn cái món này là khách mê mẩn luôn. Tại lại là cá phèn này là cá phèn nước ngọt nha, sông nước ngọt của mình nha, chứ không phải là cá phèn biển. Cái là nước ngọt mình á, giờ kiếm cá phèn bự bự gì là khan hiếm lắm luôn á. Đó, mấy ba sa là nhỏ á, ba sa con móc mồi tép mà ba sa này ăn nhỏ nè. Mấy gà mình cái ba sa bự thì không có, nhưng mà có cái là móc mồi tép mà được cá phèn thì là cũng mừng lắm rồi nè. Cá này ngon ngon không à. Lâu lâu mình đổi tông lại mà dính được cá phèn cá sủ là giao cho chú quán nhậu là ẩm thực quên sân quán là phái những loại cá này chỉ bán cho khách, khách cũng ưa thích những loại cá này nữa. Rất là ngon cả nhà. Thì mình sẽ sẵn để mà đi
giao mấy con cá này cho chủ quán nha. Ban đêm là chủ quán nhậu là cũng có khách để mình chế biến các món ăn này. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu có nhà có yêu thích cái kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.